think we're in a really unique situation within our school here to allow our children to see things from a global perspective. It gives our students the best of both worlds. It gives them an international style of education whilst also focusing very closely upon their home language and their home culture. Trường mà song ngữ như vậy ấy, thì tôi hy vọng rằng các con tôi sẽ phát triển theo một cái hướng đáp ứng được cái nhu cầu mong mỏi của vợ chồng chúng tôi, đó là vẫn mang bản sắc Việt Nam nhưng lại có cái tầm tư duy quốc tế và tiếp thu được những cái kiến thức tiên tiến của thế giới.